Vâng, từ 46 triệu cho đến hơn 300 triệu. Nhà em có đủ tất cả các dòng các hãng, như Hyundai, Kia, VinFast, Daewoo, Mini Cooper, Mazda, Toyota. Có đủ các dòng các hãng, có cả xe gia đình, có cả xe dịch vụ. Và hôm nay thì Tuấn Anh sẽ lên sóng cho các bạn về cái loạt xe 5 chỗ ngồi, hatchback một đầu. Đó có cả số sàn, số tự động và nhập khẩu hay lắp ráp, từ đời thấp đời cao đều có hết. Vậy anh chị và các bạn nào quan tâm về những cái dòng xe bên em, vị trí các bạn có thể là alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Vâng, địa chỉ cửa hàng của em thì nằm ngay trên trục đường quốc lộ 10. Đây, hướng đi Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh. Nằm bên kia là ngôi chùa Cao Linh, ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng. Vâng, ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng cho các bạn về những dòng xe tháng 7. Về những dòng xe tháng 7 thì các bạn biết rồi, tháng cô hồn Covid đó, cộng với dịch dạng nữa thì bên em đang có nhu cầu giảm giá tất cả các mặt hàng tại đây. Với cái giảm giá thì các bạn cứ alo cho mình, số điện thoại của em là 0816662386 hoặc 0971255863. Vâng, giảm giá thì các bạn phải alo cho em. Có rất nhiều các bạn để gửi bình luận là tại sao giảm giá mà bán đắt hơn cả vàng, đắt hơn cả lúc chưa giảm giá. Vâng, thì Tuấn Anh xin nói với các bạn là các bạn cứ alo cho mình, alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Em là Tuấn Anh ô tô Hải Phòng thì sẽ có một cái chương trình giảm giá đặc biệt. Các bạn chỉ cần trả một giá cảm thấy hợp lý là em sẽ bán cho mọi người. Hôm nay thì lên sóng cho các bạn khoảng tầm 20 chiếc xe đó, hatchback. Đó, một chiếc là một trong những dòng xe đô thị hạng A, rất là nhỏ gọn, xinh xinh và tiết kiệm nhiên liệu. Vâng, thì không làm mất thời gian của mọi người nữa thì đó, các bạn nhìn thấy cái dàn xe nhà em có thấy hầm hố không? Có thấy đẹp không? Thế bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết từng chiếc xe một. Đầu tiên đây thì là một chiếc xe Hyundai Grand i10. Hyundai Grand i10 này thì sản xuất năm 2016 ạ. Đăng ký lần đầu 2017. Xe được trang bị hộp số tự động, máy 1.0, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, đăng kiểm đến tháng 9 năm 2022. Đó. Một chiếc xe Hyundai Grand i10 đẹp căng, tư nhân chính chủ, không taxi, không dịch vụ. Giá tiền hiện tại thì bên em đang bán là 330 triệu đồng. Rất nhiều người, quý vị xin các bạn đã bình luận một cách rất là hay là mẹ Hyundai i10 mà nghe cái giá 330 triệu thì tốt nhất là các ông mua xe mới cho nó này. Ok, các bạn mua xe mới thì các bạn mua. Còn đâu anh em thử chạy dòng i10 hay một chiếc xe mới thì nó như thế nào? Tiền các bạn nhiều thì các bạn dùng dính các bạn mua thôi, đúng không? Còn đâu các bác ít tiền thì các bác chỉ có cái tầm tiền như thế thì các bác lên mua xe này thôi, đúng không? Bây giờ các bác bảo là có khoảng 330 triệu rồi, vay mãi mới được 330 triệu để mua một chiếc i10 thì các bác lại bảo là mua xe mới chỗ này, cố lên hơn 400 triệu, 400 nhô một chút đi. Đó, thì liệu mấy chục triệu đấy thì các bác có cố được không? Hay là phải giả lợ gãy lưng? Thực ra thì người dân Việt Nam thì cứ tốt hơn hết là có bao nhiêu xào cần đấy, đỡ phải lo nghĩ gì, đang dịch bệnh Covid này, đúng không? Các bác mua về có chạy dịch vụ hay chạy gia đình cũng không phải đến nỗi lo là ngày nào, tháng nào cũng phải trả lãi ngân hàng. Đó. Còn riêng với chiếc này thì em cũng hỗ trợ trả góp. Các bạn chỉ cần khoảng tầm 106 đến 108 là các bác đã trả góp được chiếc i10 này. Còn giá thì các bác phải alo cho em thì các bác mới có được một cái giá đẹp, giá hợp lý, đúng không? Còn các bác cứ bình luận thì nó thực sự với là không biết trả lời của gì luôn. Đó. 330 triệu bên em sẽ bao rút hồ sơ cho một chiếc i10 2016. Nhập khẩu lăn bánh lần đầu 2017 các bạn nhé. Zin 100% full đồ chơi luôn. Tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe có thể nói là Kia Morning. Morning thì là một trong cái dòng xe mà rất là dân dụng rồi, rất là đẹp rồi, đúng. Đẹp thì sang thì không phải là sang, nhưng mà để mà nói độ dân dụng của chiếc này, để mà nói về độ lành bền thì đây là một trong dòng xe khá lành và khá bền. Sản xuất năm 2014 với cái bản 1.25 tiêu chuẩn này, 15A165707. Đó, con này thì hiện tại bên em đang đặt một bộ la đang đúc cho vào đây nhá. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, màn hình to phạc luôn. 175 triệu đồng. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Morning 2010, bản SLX, con này là bản SLX số tự động, máy 1.0, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc. Bản đủ nhất của dòng xe Kia Morning phong cũ này. Đó, bản SLX được trang bị hệ thống la đăng đúc bông mai, xi nhan tích hợp trên gương, gương kính chỉnh điện, máy eco số zigzag, điều hòa tự động, hai túi khí,
sơn si màu xám ghi lông chuột là một cái màu rất là đẹp, chủ đạo, rất là ok cho mọi người. 215 triệu đồng các bạn đã sở hữu về chiếc xe có thể nói zin đẹp biển Hải Phòng 15A00783 sơn si màu lông chuột, đăng ký lần đầu 2011, sản xuất và lắp ráp tại Hàn Quốc. Vâng, nhỏ gọn. Đó. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc Mazda 2S. Vâng, Mazda thì chắc là không phải làm trong phân khúc hạng A rồi. 1.5. Đó, một chủ từ đầu sử dụng, không taxi dịch vụ. Vâng, có chị bình luận của anh là đó bình luận là chị xe của chị Nhẫn ở quán chủ quán cà phê Việt ở ngoài Móng Cái. Đúng rồi các bạn ạ. Một chủ từ đầu của chị ấy sử dụng, nhưng vừa rồi chị ấy mua một chiếc xe to. Đó, không biết là chị ấy mua Ford SUV hay là mua VinFast gì đó. Nhưng mà chị để lại cho em con này. Bây giờ thì hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này với giá là 328 triệu đồng. Một chiếc Mazda 2S 1.5 số tự động, một chủ từ đầu biển Quảng Ninh. Xe thì keo chỉ zin 100%. Máy zin từ mặt dàn cò, máy gầm chất nội thất nguyên bản. Xe khá là đẹp cho mọi người. Vậy quý vị chị các bạn nào có nhu cầu về dòng này không thì hãy alo ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng, Mazda 2S các bạn nhé. 328 triệu đồng thôi. Tiếp theo là một chiếc xe Hyundai Grand i10. Con này ở đằng sau đuôi là 1.2 này anh em này. Nhưng mà thực ra thì chiếc xe này cũng là 1.2. Đó, 1.2 các bạn nhá. Sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam 2018 là năm sinh của em nó. Đó, số sàn bản thiếu với giá 265 triệu đồng. Một chiếc xe gia đình nhá, không có khoan đục, không taxi. Đó các bạn thấy được, không khoan đục, không taxi. Nội thất rất là đẹp, chân ga, chân côn rất là đẳng cấp. Vô lăng rất là gật gù và rất là đẹp, mỹ mãn cho mọi người luôn. Với giá tiền chỉ có 265 triệu đồng thôi. Anh em đã sở hữu ngay chiếc i10 2018 ạ. Một chiếc xe khá đẹp và khá đẳng cấp cho mọi người. Mọi người có thể đến trực tiếp bên em, địa chỉ là thôn 1 Bắc Sơn An Dương Hải Phòng, gặp Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Ví dụ như các bạn không mua xe hay đến tham khảo xe thì Tuấn Anh ô tô Hải Phòng rất hân hoan được đón tiếp quý vị chị và các bạn. Rất hân hoan mời quý vị chị các bạn một điếu thuốc hay một cốc nước chè. Đó, không phải là vì các bạn mua xe thì các bạn mới đến bên em đâu ạ. Cứ đến alo cho Tuấn Anh thì bất cứ như thế nào. Đó, các bạn có thể đi qua khu vực của Tuấn Anh thì cũng có thể là yên tâm và có thể ghé qua bên em. Đó, trò chuyện một chút cho nó hợp lý cho mọi người. Đang mùa dịch như thế này thì đi lại cũng khá là khó khăn. Nhưng mà không sao ạ, các bạn thì cứ làm sao mà an toàn nhất. Hải Phòng thì cũng đang là một trong những thành phố mà cũng không có dịch. Đó, nhưng mà các chốt thì vẫn làm rất là tốt. Đó. Và đây 15A Hải Phòng đây. 15A17487 là một chiếc xe Hyundai Grand i10 2014, xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.0, xe thì nhập khẩu bản đủ, nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, nội thất ghế lỉ nguyên bản, cổ số đẹp căng đét. Với giá chỉ có 215 triệu đồng thôi, xe không lỗi các bạn nhé. Xe không lỗi ạ. Xe không lỗi các bạn nhé. Đó, ghế lỉ ghế nước nguyên bản theo xe. 4 bánh đa năng đúc, xinh nhan tích hợp trên gương ABS, túi khí đầy đủ. Đó, các bạn thấy được. Tiếp theo đây là một chiếc xe Hyundai Getz 2010. Xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.1, biển 30F37734, sơn si màu đỏ. Con này được trang bị 4 bánh la đăng đúc. Đó, 4 bánh la đăng đúc. Đó, nhập khẩu bản đủ số sàn, trang bị la đăng đúc, đăng kiểm dài và cả màn hình cỡ lớn. Nội thất hai màu đỏ đen. Con này thì nó cũng qua một chút dịch vụ rồi. Và giá tiền hiện tại bên em đang chào bán là 158 triệu đồng. 158 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe Hyundai Getz 2010, số sàn 1.1, xe nhập khẩu các bạn nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một chiếc i10 số tự động 2015 ạ. i10 số tự động 2015 bản hatchback một đầu, máy 1.0, xe nhập khẩu nguyên con nguyên kiện của Hàn Quốc, biển 28A 03245, sơn si màu bạc. Con này thì hiện tại bên em đang bán là 325 triệu đồng, giá cả thị trường rồi. Chứ các bạn đừng nghĩ là dòng này chỉ mua có hơn 200 triệu mới lại khoảng 250-260 nhá. Đó, giá đó em cũng không mua được. Vì thế là các bạn mua thì các bạn cứ phải tham khảo kỹ địa. Còn đâu thì hiện tại bây giờ thì đang có một số kênh đang làm ô uế thị trường ô tô cũ. Đó là Tuấn Anh không ngại nói ra, đó là kênh Lê Thùy ô tô cũ giá rẻ, cũng như là ô tô cũ Gia Hưng. Đó là những cái kênh mà chuyên cóc video, chuyên làm náo để đăng lên câu view kiếm tiền YouTube. Đó là một những hành vi mà có thể nói là làm cho quý vị khán giả thực sự là đang nửa tín nửa ngờ để đến với chúng em.
Tiếp theo là một chiếc xe 30U0733 là một chiếc Hyundai Getz 2009, xe được trang bị hộp số sàn. Máy của nó là 1.0, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, bản đồ một chủ từ đầu, không taxi dịch vụ. Đó. Vậy thì anh chị em có liên quan, anh chị em có nhu cầu thì đây là một chiếc xe Getz, xe gia đình chính chủ, không taxi dịch vụ. Giá tiền chỉ có 169 triệu thôi. 169 triệu thì anh em nhìn thấy đây, một chiếc xe gia đình thì nó khác hẳn với những chiếc xe dịch vụ ra như thế nào, đúng không ạ? 169 triệu đồng, 4 bánh đa năng đúc, nguyên bản theo xe. Đó, các bạn thấy được. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc Kia Morning. Kia Morning sản xuất năm 2015, phiên bản số sàn, máy 1.25, tên tư nhân biển Hải Phòng, 15A71689, sơn xi màu xám ghi lông chuột. Con này là một chiếc xe nó cũng đã qua dịch vụ, nói luôn là đã qua dịch vụ Kia Morning 2015. Con này thì đã ra tên biển Hải Phòng, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Màn hình Android chủ đã lưng rất là đẹp, nó đầy đủ tiện nghi để cho anh em sử dụng. Với giá tiền hiện tại bên em đang chào bán chiếc xe này chỉ còn 185 triệu đồng thôi. 185 triệu đồng, biển Hải Phòng, xe rất là đẹp và cứng xe. Anh em nào mua chiếc xe này thì về sử dụng khá là đẹp cho mọi người. Đó, mua về chạy gia đình hay dịch vụ thì cũng rất là ổn định nhá. Vâng, tiếp theo đây thì chúng ta sẽ đến với một chiếc xe Kia Morning 2018 ạ. 15A43497 là một chiếc Kia Morning 2018, biển Hải Phòng, một chủ từ đầu, không taxi dịch vụ và xe đã được lên bộ la đa đúc rất là đẹp. Một chủ từ đầu sử dụng, không taxi, không dịch vụ, chạy chuẩn 9 vạn. Đó, nội thất ghế da nguyên bản theo xe, bô lăng rất là đẹp, màn hình cam lùi, không thiếu cái gì, chân côn chân phanh rất là đẹp. Xe đẹp không lỗi, keo chỉ zin, máy zin từ mặt dàn cò. Vậy thì còn chờ gì nữa và không đến với Tuấn Anh Tuổi không? 235 triệu đồng, các bạn đã sở hữu ngay chiếc xe này. Bán rẻ, bán tháo, bán vốn, đang bán 245 triệu đồng. Bây giờ còn không rút hồ sơ, không vận chuyển, bớt cho các bạn 10 triệu, còn 235 triệu. Vâng, sắp sinh nhật 1 năm rồi đây. Sắp sinh nhật 1 năm mà mỗi tháng giảm vài triệu thì các bạn biết được rồi đấy ạ. Lỗ trông thấy rồi, nhưng mà thôi thì vẫn phải bán, chờ quý vị chị có mua xe thì không có cái lỗi gì và rất là đẹp, nhưng mà chưa tìm được người đúng chân. Đó, một chủ từ đầu, sản xuất năm 2018, biển 12A10570, một chiếc Toyota WeGo 2018, máy 1.2 nhập khẩu nguyên chiếc của Indo, bản đồ xe gia đình tư nhân chính chủ, một chủ từ đầu. Vâng, rất là đẹp mà chưa có anh chị em nào đặt chầu hỏi cưới. Xe chạy được khoảng tầm 70.947 km. Vâng, nội thất hai màu đỏ đen, trần nỉ nguyên bản, đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022, bô lăng tích hợp và đấy, rất là đẹp. 275 triệu đồng, các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe này. Vậy còn chờ đợi gì nữa, cam kết cho các bạn là xe keo chỉ zin, không có đâm đụng tai nạn, không ngập nước. Vâng, máy số zin, đấy, biển 12 của tỉnh Lạng Sơn, một chủ từ đầu. Daewoo Gencha X sản xuất năm 2009, bản số tự động, biển 30A25359, sơn xi màu đỏ. Vâng, một chiếc xe Gencha X 2009, số tự động, bản đủ cửa lóc, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, máy 1.2. Đó, số tự động, bản đủ cửa lóc các bạn nhé. Nội thất ghế da nguyên bản, giá tiền 225 triệu đồng. 225 triệu đồng thì các bạn đã sở hữu ngay một chiếc Gencha X, trang bị cả cửa lóc, túi khí ABS đầy đủ, hộp số tự động màu đỏ rất là đẹp và bắt mắt cho mọi người. Vì thế anh em là đang có nhu cầu mua chiếc xe này thì hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh ô tô Hải Phòng. Đó, ô tô cũ Hải Phòng, chất lượng số 1 toàn quốc các bạn nhé. Địa chỉ đây, ô tô cũ Hải Phòng, thôn 1 Bắc Sơn, An Dương, Hải Phòng, đối diện ngôi chùa Cao Linh, ngôi chùa lớn nhất Hải Phòng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một chiếc xe sang, một chiếc xe nhập khẩu, một chiếc xe để đi chơi, đi bời, không phải chạy taxi, một chiếc xe để đi câu cá, đi du lịch hay là đi ký kết hợp đồng. Một chiếc xe đẳng cấp doanh nhân, đó là một chiếc Mini Cooper. Mini Cooper 2005, đăng ký lần đầu 2007, phiên bản số sàn, máy 1.5, tên tư nhân biển Hải Phòng, 15A10014. Độ gầm của nó các bạn thấy rất là thấp. Đó, rất là thấp. Đó, hai cửa thể thao, số sàn. Giá tiền bây giờ còn 295 triệu đồng. Đó, một chiếc xe Mini Cooper, nội thất rất là sang trọng đây. Đó, tất cả anh em thấy bằng tổng điều khiển đây. Đó.
đẹp căng đồng hồ. Đây là một chiếc xe của danh hài Mr. Bean, chuyên sử dụng chiếc xe này để đóng hàng. Đó, Mini Cooper nhập khẩu nguyên chiếc của Đức các bạn nhé. Rất là đẹp. Hay một chiếc xe rẻ tiền, một chiếc Hyundai Getz hơn 100 triệu, sản xuất năm 2008, phiên bản số sàn. Trang bị động cơ là 1.1, xe nhập khẩu nguyên chiếc của Hàn Quốc, biển 38A34278, bản đủ, tên tư nhân, biển Hà Tĩnh. Giá bây giờ chỉ còn 136 triệu. 136 triệu thì quý vị các bạn đã sở hữu ngay về chiếc xe này. Hay là một chiếc Hyundai Getz 2010, giá còn 165 triệu. Đó, một chiếc xe khá đẹp cho mọi người. Bốn bánh đang đúc, nội thất rất là đẹp. Hai chiếc Hyundai Getz đang trả bán tại đây. Tiếp theo là một chiếc xe Kia Morning 2016. Xe được trang bị hộp số sàn, máy 1.25, biển 15A25346, sơn xi màu bạc, một chủ từ đầu sử dụng, máy 1.25, zin 100%, màn hình đăng kiểm dài, la đăng đúc, 4 bánh, 228 triệu đồng. 228 triệu đồng các bạn nhé. Rẻ nhất trong cái series xe ngày hôm nay đó là một chiếc xe Kia Bride, biển 37A01353553, một chiếc xe 5 chỗ ngồi Kia Bride. Đó, con này đăng kiểm thì em sẽ đi đăng kiểm mới tinh. Xe vừa về cửa hàng chắc bán tầm 46 triệu. 46 triệu nha các bạn nhé. Anh em nào thích cái dòng 46 triệu này thì hãy liên hệ ngay cho Tân Yêu Tuổi Phòng. Kia Bride không còn chỉ nữa rồi, chỉ chiếc là không còn nữa rồi. Nội thất thì ghế da rồi, máy nổ ngon, điều hòa mát. Đó, đăng kiểm dài, máy nổ, 4 bánh quay đều. Mua về chạy công trường cộng tập lái thì đây là một chiếc xe hợp lý. 46 củ cho anh em Kia Bride. Hay là một chiếc VinFast Fadin mới tinh. À, con Fly này sản xuất năm 2000, máy 1.3, 46 triệu cho anh nha. Hay một chiếc VinFast mới tinh xuất xưởng, 15A76309, là một chiếc VinFast Fadin bản Pay, tức là bản tiêu chuẩn. Đó, nhập khẩu sản xuất và lắp ráp tại VinFast Hải Phòng, tự hào là người dân Hải Phòng. Mới tinh tình tình chưa sử dụng. Đó, mới tinh tình tình chưa sử dụng. Chạy được 120 km luôn, ra tên Hải Phòng để hợp thức hóa. Và có xe lấy ngay cho mọi người, 360 triệu đồng không bớt với một chiếc xe mới. Đó các bạn nhé, xe này là giá liên miết của nhà máy nên là cũng không thể nào bớt đi những chiếc xe cũ được. Đó, rất là đẹp cho mọi người. VinFast Fadin 2021. Daewoo Gencha 2009 số sàn, máy của nó số tự động, máy 1.2, nhập khẩu nguyên chiếc của Ấn Độ, Hàn Quốc các bạn nhé. Bản đủ cửa lắp số tự động, 225 triệu đồng. Vâng, thì vừa rồi Tuấn Anh của Tuổi Hải Phòng giới thiệu qua cho mọi người. Xanh đỏ tím vàng trắng nâu đen đủ hết một loạt. 5 chỗ ngồi số sàn số tự động đủ hết, giá chỉ từ 46 triệu cho đến 360 triệu. Vậy quý vị chị các bạn nào quan tâm về dòng này hãy liên hệ ngay cho Tuấn Anh của Tuổi Hải Phòng nhé. Xin chào và gặp lại quý vị chị các bạn ở những video tiếp theo.